Em Ngọc xin kính chào tất cả các cô chú và anh chị đã có mặt trong chương trình Dung cùng nhà cung cấp Phú Thái, BDB Phú Thái tối hôm nay. Không biết là cả nhà của mình có nghe được âm thanh từ chỗ em Ngọc không ạ? Nếu có, cả nhà có thể cho em Ngọc xin một cái tín hiệu để em Ngọc test âm thanh một xíu được không cả nhà? Ok, rất là tuyệt vời. Thì lời đầu tiên em xin được gửi một lời chúc đến tất cả các cô chú, các anh chị có mặt trong chương trình tối đêm nay. Một ngày cuối tuần tràn đầy năng lượng, vui vẻ và gì ạ? Ngập tràn niềm hân hoan đúng không ạ? Cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều. Thì không biết là cả nhà của mình có biết là tối đêm nay chúng ta có một cái chương trình đặc biệt gì mà nhà BDB Phú Thái dành tặng cho chúng ta không ạ? Không biết cả nhà có biết không ạ? Nếu như cả nhà mình biết thì hãy comment lên trên khung chat giúp em Ngọc được không ạ? Wow, không biết vừa rồi là ai các chị em phụ nữ có mặt ở trong Zoom của mình đã có trải qua ngày 8 tháng 3 vui vẻ và ngập tràn quà tặng chưa ạ? Thì hôm nay hơi muộn một chút xíu nhưng mà em cũng xin là gì ạ? Mượn phòng Zoom này gửi một lời chúc đến tất cả các chị em phụ nữ dành tặng cho mọi người một lời chúc, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ ngày càng xinh hơn, ngày càng trẻ đẹp hơn, tươi mới hơn và đặc biệt là gì ạ? Niềm vui và hạnh phúc ngập tràn đến với bản thân chúng ta được không ạ? Và em cũng xin là gì ạ? Gửi một lời chúc đến tất cả các anh nam có mặt trong chương trình ngày hôm nay, đó là gì ạ? Em gửi một lời chúc đến người phụ nữ ở bên cạnh của mình, luôn luôn là gì ạ? Lúc nào cũng hồng hào, da dẻ hồng hào phơi phới, lúc nào cũng tươi cười, đặc biệt là gì ạ? Tiền lương của các anh ạ, tiền lương của các anh sẽ luôn luôn được các chị em xài một cách đúng đắn. Ví dụ như là gì ạ? Sau chương trình Zoom ngày hôm nay, chúng ta sẽ có được một cái bí kíp sở hữu cái làn da trắng hồng và đặc biệt là gì ạ? Hết mà giảm bớt sạm nám và là luôn rạng ngời ở bên cạnh các anh được không ạ? Vâng, cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều ạ. Thì nhà mình ơi, hôm nay là một cái chương trình rất là đặc biệt nhà BDB Phú Thái dành tặng cho chúng ta. Thế tại sao là dạ không nhân một cái dịp đặc biệt như thế này, chúng ta hãy chia sẻ ngay cái link Zoom này gửi đến những người phụ nữ yêu thương, những người đang là dạ quan tâm đến lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp cũng như là dạ muốn mình có một cái làn da rạng ngời hơn, và đặc biệt là gì ạ? Gửi cái link Zoom này đến những người đồng đội của mình, những người mà đang quan tâm đến việc kinh doanh về lĩnh vực làm đẹp các anh chị. Đúng không ạ? Em Ngọc vừa thấy là gì ạ? Hot đã gửi lên cái link Zoom rồi, thì chúng ta chỉ cần là gì, một cái thao tác rất là đơn giản, đó là gì ạ? Copy và dán, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần copy và gửi đến những người đồng đội của mình, những người phụ nữ yêu thương của mình, và những người gì ạ mình luôn quan tâm, luôn dành và tặng cho họ là gì ạ? Một sự quan tâm đặc biệt, đúng không ạ? Và em Ngọc cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều ạ. Thì không biết là cả nhà của mình nhìn thấy cái banner của em Ngọc có đẹp không cả nhà? Các anh chị ơi, các anh chị nhìn thấy banner của em có đẹp không ạ? Các nhà có thể cho em một cái cảm nghĩ được không cả nhà? Banner ngày hôm nay rất là đặc biệt luôn, đúng không các anh chị? Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ có một cái chương trình, đó chính là bí kíp cho làn da trắng khỏe, tự tin đón hè, đúng không ạ? Chúng ta biết là mùa hè đến rồi các anh chị. Mùa hè đến rồi. Vâng, rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Và ban tổ chức đã dành tặng rất là nhiều tâm huyết để thiết kế cái banner này đó các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết là mùa hè đã đến rồi đúng không ạ? Và nắng ngày hôm nay các anh chị, ngày hôm nay nếu như ai đi ngoài đường sẽ cảm giác được là gì ạ? Nắng hôm nay rất là nóng. Và đặc biệt là cái nắng nóng này sẽ ảnh hưởng đến làn da của rất nhiều chị em phụ nữ đúng không ạ? Những người quan tâm đến là sắc đẹp đúng không các anh chị? Vâng, và các anh chị đừng lo lắng các anh chị, bởi vì sao? Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ sở hữu ngay một cái bí kíp cho làn da trắng khỏe, tự tin đón hè năng động các anh chị. Và đặc biệt tối đêm nay sẽ có một người mentor vô cùng xinh đẹp, vô cùng dễ thương và đặc biệt là già có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc sắc đẹp, và là già ngày hôm nay nhà BDB Phú Thái đã dành rất là nhiều tâm huyết để mời chị ấy đến đây để chia sẻ cho chúng ta bí kíp để chúng ta sở hữu một làn da tuyệt vời, đúng không ạ? Chúng ta hãy dành tặng cho phòng Zoom của mình một tràng tim tràng hoa để chúng ta là già chúng ta nạp năng lượng và chúng ta bắt đầu cho chương trình tối đêm nay được không các anh chị? Vâng, năng lượng của các anh chị như thế nào các anh chị ơi? Các thể thở tim thở hoa lên khung chat với em Ngọc được không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Và em Ngọc thấy phòng Zoom của mình đang tăng lên các anh chị, và em Ngọc tin chắc là gì ạ? Hiện tại bây giờ các anh chị vẫn đang copy và dán cái đường link này cho đồng đội của mình đúng không ạ? Vâng các anh chị, và các anh chị đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu chương trình tối đêm nay chưa ạ? Cho em Ngọc cái tín hiệu sẵn sàng đi các anh chị.
Quá tuyệt vời đúng không ạ? Và để bắt đầu cho chương trình tối đêm nay thì chúng ta biết là nhà BDB Phú Thái có một cái dòng sản phẩm rất là tuyệt vời mà ai đã dùng rồi đều có một cái cảm nhận vô cùng sâu sắc, một cái sự cải thiện trên làn da của mình đúng không ạ? Đó chính là sản phẩm Relief YC đúng không các anh chị? Vâng, và cái dòng sản phẩm này nó đã mang đến một cái dấu hiệu tích cực dành cho tất cả những chị em phụ nữ đang có muốn đang mong muốn có một cái làn da trắng hồng đúng không ạ? Và hiện tại bây giờ trên phòng gym của mình có một người chị các anh chị. À, người chị ấy là một dược sĩ các anh chị. Và đặc biệt là gì, khi mà chị ấy trải nghiệm cái dòng sản phẩm đến từ nhà BDB Phú Thái thì ngày hôm nay các anh chị, nhà BDB Phú Thái đã dành rất là nhiều gọi là giờ tình cảm, rất là nhiều tâm huyết để mời chị ấy đến đây và chia sẻ những cái cảm nhận của chị ấy sau một quá trình mà chị ấy sử dụng, kinh doanh và đồng hành cùng với nhà BDB Phú Thái. Không biết là các anh chị có đón chào chị ấy không ạ? Nếu như mà các anh chị á đón chào chị ấy thì hãy thể hiện một cái sự nồng nhiệt của mình, thể hiện một cái sự nồng nhiệt bằng cách chúng ta hãy thả những tràng tim tràng hoa, bông hoa nè các anh chị, tim nè, ngôi sao nè, thả hết lên khung chat để em Ngọc mời chị ấy lên phòng Zoom của mình được không ạ? Wow, tim rất là nhiều luôn, đúng rồi các anh chị. Vâng, rất là tuyệt vời. Và ngay bây giờ em xin phép được mời lên phòng Zoom của mình một người dược sĩ rất là tuyệt vời, vô cùng là gì ạ? Năng động, vô cùng dễ thương và đáng yêu các anh chị. Dược sĩ Trần Ngọc Trâm các anh chị. Vâng, chị Trâm ơi. Dạ, em chào chị Ánh Ngọc, chào Chị tất cả các anh chị em. Dạ, em chào chị. Em vẫn chưa nghe được tiếng của chị Trâm ơi. Chị có thể bật mic lên được không? Alo, nghe chưa chị Ngọc ơi? Ok. Nghe được rồi đấy, em. Dạ, vâng, em chào chị Ngọc, chào tất cả các anh chị em trong Zoom. Thì Trâm xin tự giới thiệu bản thân một chút xíu ha. Trâm là tên Trần Ngọc Trâm, Trâm đến từ Đồng Nai, đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Trâm đang kinh doanh một quầy thuốc tại nhà. Thì hôm nay rất là vinh dự được chia sẻ cái cảm nhận của mình sau một thời gian sử dụng Relief YC. Thì khi mà Trâm sử dụng Relief YC là trước Tết các bạn. Trước Tết thì ngay gần Tết á, là Trâm có đặt về là bộ Relief YC. Thì lúc đầu mình đặt về là mình để kinh doanh thôi, là để chia sẻ sản phẩm thôi, nhưng mà khi mà gần Tết tự nhiên cảm thấy cái làn da của mình nó vừa có nhiều cái vết nám chân sâu, với lại là nó lại không có được trắng sáng, mà cái da ngâm ngâm á các bạn, da Trâm là thuộc dạng da ngâm, cho nên là gần Tết rồi thì muốn đi làm tóc nhưng mà lại cái làn da nó đen quá. Thì không biết như thế nào, chợt nhớ lại là mình có cái sản phẩm Relief YC, nên là lấy ra sử dụng. Thì thật là bất ngờ khi mà Trâm sử dụng á, là mỗi ngày Trâm uống một viên thôi, mà sau khoảng chừng 3 tuần đó, lúc đó là 3 tuần á, thì cái vết nám trên mặt mình nó mờ khoảng 70-80%. Trời ơi, thật sự bất ngờ luôn á các bạn, là những cái vết chân sâu á, là những cái vết nám rất là khó điều trị, nó hai 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 bên má, hai bên đối diện. Thì trước đây là Trâm cũng có đi spa để điều trị, nhưng mà điều trị nó không có hiệu quả mà nó càng đậm thêm lên. Điều trị là bắn laser 2 lần nhưng mà nó không không có hiệu quả, mà nó đậm thêm lên là mình rất là mất tự tin. Và trước Tết là sắp Tết rồi, mình phải đi gặp bạn bè, đi gặp những người thân đó, thì mất tự tin rất là nhiều đó, cho nên là quyết định là lấy Relief YC ra sử dụng thử xem như thế nào đó. Thì trong vòng 3 tuần thôi, là khi Trâm sử dụng là đã thấy cái làn da của mình, những cái vết nám là nó đã cải thiện rất là nhiều. Còn cái làn da của mình nó lúc đó mình cũng chưa có cảm nhận được, chưa có cảm nhận được là nó đã trắng sáng rất là nhiều rồi. Tới khi mà mình đi làm tóc thì mình mới 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 biết được cái điều đó, bởi vì là khi mà cái làn da của mình á, nó đang cái màu nó không có được sáng, nó không có được trắng, thì mình không được không không làm được những cái màu tóc mà nó màu nổi như thế này. Trước đây là Trâm chỉ làm những cái màu như là màu nâu hạt dẻ, nó chìm chìm á đó, tại vì cái da mình nó đen, nếu mà mình làm cái màu nổi quá thì cái nó sẽ da ra da, mặt ra mặt và tóc ra tóc á, kiểu vậy. Nên là rất là mất tự tin. Nhưng mà khi mà Trâm đi làm tóc mà Trâm đã chọn cái màu tóc rất là sáng, và cái anh làm tóc nói trời ơi, cái màu tóc này lên nhìn cái da của em nó sáng hẳn ra, cái da của em nó trắng sáng hẳn ra. Mình cũng rất bất ngờ. Thì ngày hôm đó là khi mà Trâm đi làm tóc xong, Trâm về Trâm chụp hình,
và mình cũng đăng lên Facebook cũng khoe với mọi người, thì rất là nhiều các bạn, các những người xung quanh của mình cũng nói là ôi da chị Trâm bữa nay sao mà trắng vậy đó, nó là rất là tự tin. Mà lúc đó là Trâm mới sử dụng là được có 3 tuần thôi đó, và bây giờ là Trâm đã sử dụng là hơn hơn 2 hộp rồi. Thì mình thấy rằng cái sản phẩm này nó đã làm cho cái làn da mình nó trắng sáng lên hẳn, bật tông lên khoảng 2-3 tông luôn á các bạn. Đó, rất là mừng. Bởi vì trước đây là khi mà mình đi spa mình làm da thì nó trắng rất là nhanh nha, trắng rất là nhanh. Nhưng mà sau khoảng 1 tháng thôi là cái da mình nó hồi lại bình thường, nó hồi lại bình thường, nó không còn cái độ trắng sáng, nhưng mà cái da rất là mỏng, rất là yếu. Ừ, nhưng mà đặc biệt khi mà Trâm sử dụng Relief Facie á là Trâm thấy da Trâm trắng lên và những vết nám nó được mờ đi. Và cái da của mình á nó rất là khỏe, nó rất là khỏe, nó không có bị mỏng đi và nó rất là khỏe, cho nên là mình rất là thích đó. Thì hôm bữa thì mình cũng có gọi cho bên BBB Phước Thái thì để làm sao để mà mình duy trì cái làn da trắng sáng như thế này đó. Thì mình chỉ cần là sử dụng, khi mà mình sử dụng đủ liệu trình rồi thì mình cũng duy trì là mỗi 2 ngày 1 viên thôi đó, thì mình cũng giữ được cái độ trắng sáng cho cái làn da của mình. Mà các bạn biết sao không, khi mà mình sử dụng cái Relief Facie á, ngoài cái tác dụng mà nó làm cho làn da mình nó trắng sáng, nó mờ vết nám, mờ tàn nhang, thì nó còn tránh được cái giống như là chống nắng viên uống các bạn, chống nắng viên uống á. Cho nên ngoài 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 cái việc mình uống thì mình cũng xài kem chống nắng, nhưng mà khi mà mình đi ra đường vào những ngày như thế này á thì ngoài trời nó rất là nắng, cho nên là mình cũng là rất là tự tin. Tại vì Trâm thì công việc là ở nhà, buôn bán tại nhà, cho nên là phải đưa con đồ đi học á thì giữa trưa trời nắng, nhưng mà không có bị ảnh hưởng bởi cái ánh nắng mặt trời thì mình cũng thấy là rất là tự tin. Và khi mà cái làn da mình nó trắng lên, bởi vì á là Trâm là kinh doanh thì mình tiếp xúc cũng rất là nhiều khách hàng, họ gặp mình hàng ngày thì họ một ngày họ thấy cái làn da mình thay đổi, thấy làn da mình thay đổi thì khách hàng tự hỏi và tự mua sản phẩm thôi. Tự mua sản phẩm thì mình cũng giới thiệu là Relief Facie có nhiều chị á thì da nám không phải là nám nám chân đinh như mình, có đó là nám mảng, nám mảng nó nám rất là nhiều trên gương mặt, nhưng mà cái loại nám đó thấy rất là nhiều nhưng mà nó rất dễ điều trị. Uống Relief Facie Trâm thấy là chị uống trong vòng 2 tới 3 tuần thôi là nó đã mờ hẳn rồi, nó đã mờ hẳn rồi. Cái vết nám đó nếu như mà các bạn nào mà các bạn đang bị những vết nám đó thì các bạn hãy sử dụng đi. Trâm Trâm thấy là khách hàng Trâm sử dụng rất là hiệu quả, nó rất là hiệu quả và cái hiệu quả nó còn nhanh hơn những cái vết nám trên sâu nữa. Vết nám trên sâu là nó vết nám nó ăn sâu vào trong cái trong trong thịt của mình, còn cái vết nám mảng nó chỉ nằm trên bề mặt da thôi. Cho nên là khi khách hàng sử dụng Relief Facie thì rất rất là nhanh, điều trị cái vết nám đó thì rất là nhanh. Và hôm nay á, thì thời lượng chương trình cũng có hạn, nên Trâm chỉ chia sẻ cái cảm nhận của mình sau khi Trâm sử dụng Relief Facie. Và phải nói là thật sự rất là vui mừng và cũng cảm ơn BBB Phước Thái đã mang tới một cái dòng sản phẩm tốt để cho chị em phụ nữ có một cái sự lựa chọn tại nhà mà được cái làn da trắng sáng, không cần phải đi spa rất là tốn tiền. Đây là một cái lựa chọn phải nói là kinh tế hơn rất là nhiều. Cho nên là hôm nay thì cũng gửi lời cảm ơn đến nhà BBB Hữu Thái đã cho những chị em phụ nữ giống như mình từng sở hữu làn da đen ngăm, đã được làn da trắng sáng và tự tin hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, em cảm ơn chị Ngọc Trâm rất nhiều. Một cái phần chia sẻ mà phải nói là gì ạ, khi chúng ta nghe xong rồi thì chúng ta chắc chắn một điều là chúng ta muốn sử dụng ngay cái dòng sản phẩm này, đúng không các anh chị? Vâng, thì em một lần nữa chúng ta hãy dành những tràng tim tràng hoa để cảm ơn dược sĩ Ngọc Trâm đã đến với vùng dung của chúng ta và chia sẻ cái cảm nhận của mình để tạo thêm niềm tin cho tất cả các chị em phụ nữ cũng như là những người đang mong muốn có một cái dòng sản phẩm tốt để kinh doanh trong cái lĩnh vực làm đẹp, đúng không ạ? Và đây chính là gì ạ? Một cái lựa chọn rất là tuyệt vời dành cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Và cũng tiếp nối cái phần chia sẻ của chị Trâm thì em Ngọc cũng xin chia sẻ một chút xíu các anh chị. Thì hiện tại bây giờ em Ngọc đang có một cái spa nhỏ tại cái tại tại nhà của mình. Và ngày hôm nay em Ngọc cũng tiếp một cái vị khách rất là đặc biệt các anh chị. Và các anh chị biết không, bạn ấy đến với spa của Ngọc và trong quá trình mà ngồi tâm sự thì bắt đầu bạn ấy có chia sẻ với Ngọc rằng: "Mày biết không?" Em Ngọc sẽ dịch lại nguyên văn của bạn ấy nói như này: "Mày biết không, tao mới vừa bỏ ra 7 triệu
để chỉ làm gì ạ? À, xử lý mấy cái miếng miếng nám ở trên hai cái gò má của tao thôi. À, em mở với ngạc nhiên, wow, 7 triệu, mày giàu dữ vậy ta, sao mày không nói tao sớm? À, và bạn ấy nói rằng á, mày biết không, lúc mà mới vừa bắt đầu điều trị nám á, thì bắt đầu da nó bong tróc và nó bong lột, và bạn ấy phải mang khẩu trang trong vòng 3 tháng các anh chị. Và bạn ấy nói là tao không có dám đi ra đường, mỗi lần ra đường tao phải mang khẩu trang, rất là khó chịu và ai gặp cũng hỏi hết. Và chúng ta thấy là gì ạ, có rất nhiều người phụ nữ đang là gì ạ, tiêu tốn hàng đóng tiền vào cái việc làm như nào để chúng ta có một cái làn da sáng hơn, trắng hơn và bớt nám, đúng không ạ? Và không biết là các chị em phụ nữ ở trong Zoom của mình thì có đang có quan tâm cũng như là gì ạ, đang chuẩn bị mon men thực hiện những cái điều đó không ạ? Có không ạ? Chị em phụ nữ của mình có muốn là gì, mình tiết kiệm chi phí hơn trong cái việc làm da của mình sáng hơn, trắng hơn và giảm sạm nám không ạ? Hay là các anh chị muốn là gì ạ? Chúng ta sẽ bỏ ra hàng tá tiền giống như bạn của em Ngọc ngày hôm nay đến chia sẻ, một người khách cũng như là một người bạn của Ngọc hôm nay đến cái spa với Ngọc và chia sẻ cái điều đó, là em Ngọc rất là wow, ngạc nhiên thật. 7 triệu các anh chị, mà bây giờ vẫn chưa hết nha các anh chị, và vẫn tiếp tục vẫn phải mang khẩu trang, và cái làn da của bạn ấy đang mỏng đi rất là nhiều bởi vì sử dụng quá nhiều cái tác động lên trên da các anh chị, và cái điều đó thật sự là mình cũng không mong muốn, đúng không ạ? Và em tin chắc là tất cả chị em ở trong phòng gym của mình ai cũng đều mong muốn có một cái làn da vừa khỏe nè, vừa trắng sáng nè, vừa giảm sạm nám hết luôn, đúng không ạ? Và bản thân em Ngọc cũng vậy các chị. Chính vì vậy mà chúng ta phải ở lại đến cuối cái chương trình tối đêm nay, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì tối đêm nay chúng ta sẽ gặp được một người mentor rất là tuyệt vời các anh chị. Và chị ấy hiện tại đang có sở hữu một cái phòng dưỡng sinh phục hồi các anh chị. Và chị ấy gọi là gì? Rất là quan tâm về lĩnh vực về da, và chị ấy nghiên cứu rất là nhiều các anh chị. Và thời điểm đầu khi em Ngọc gặp chị ấy thì em Ngọc biết là vì làn da chị ấy nó không có được sáng lắm đâu, nó không có được đẹp lắm đâu. Nhưng thời điểm này các anh chị, chỉ cần các anh chị gặp chị ấy thôi thì các anh chị sẽ wow. Mình không nghĩ rằng người phụ nữ này đã ở cái độ tuổi đó và có một cái làn da, sở hữu cái làn da như vậy các anh chị. Các anh chị có tin không ạ? Đó chính là cái cảm nhận của em Ngọc khi mà em Ngọc gặp chị ấy các anh chị. Và ngày hôm nay em Ngọc muốn mời chị ấy lên đây và để dạ chia sẻ cho chúng ta biết cái bí kíp làm như thế nào để chúng ta có một cái làn da trắng khỏe, tự tin, đón hè năng động các anh chị. Và các anh chị muốn là gì ạ? Ở cái độ tầm tuổi là gì ạ? 40 mấy, 50, nhưng mà mình có một cái làn da rất là tuyệt vời, mũm mĩm và trắng hồng không ạ? Có không các anh chị? Vậy thì các anh chị phải thể hiện cho mình một cái năng lượng thật là tuyệt vời để em Ngọc có thể mời người chị ấy lên đây được không ạ? Các anh chị phải thả thật là nhiều, tiếng thật là nhiều ha. À, để là gì ạ? Để chị ấy có thể là gì, chia sẻ hết những cái bí kíp chăm sóc của chị ấy dành tặng cho chúng ta được không ạ? Tiêu hoa thả nhiều hơn đi các anh chị, thả nhiều tiêu hoa nữa đi ạ. Nhiều nữa đi các anh chị, thả ngập tràn cái khung chat luôn được không ạ? Và ngay bây giờ hãy dành những tràng tim tràng hoa thật là nồng nhiệt, thật là nồng nhiệt của tất cả các anh chị có mặt trong Zoom ngày hôm nay để em Ngọc mời lên phòng Zoom của mình mentor một sao chị Chuyên Nguyễn ạ. Vâng, em chào chị Chuyên. Gửi lời đầu tiên cho Chuyên xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Cảm ơn MC Ngọc ra là diện PR Chuyên quá là hôm nay là diện lên cảm thấy rất là run. Nhưng mà thực ra là đến với Ropi thì lúc đầu thì đúng thật là gì nếu mà nói là cái làn da của Chuyên thì nhìn nó rất là tệ các anh chị. Thì trước khi mà bắt đầu chương trình thì Chuyên cũng giới thiệu qua một chút. Tên đầy đủ của Chuyên là Nguyễn Thị Chuyên. Năm nay Chuyên là 43 tuổi, nếu mà tính tuổi mụ thì là 44 ạ. Thì đến với Dopi thì cũng được gần 2 năm, và cái thời điểm mà Chuyên đến Dopi thì là gì, cái làn da của Chuyên nó gọi là rất là tệ, thì Chuyên sẽ show cho các anh chị em thấy là cái làn da của mình nó tệ như nào, đúng không ạ? Và đến với Dopi thì nhờ những cái dòng sản phẩm rất là tuyệt vời thì nó mang cho Chuyên được gì, cái làn da nó là gì, trẻ hóa được lại một chút so với trước kia. Các anh chị em đã thấy cái màn hình Chuyên chia sẻ đúng không ạ? Đến với Dopi cách đây là gần 2 năm, nhưng mà gì, cái làn da của mình thì mãi không được cải thiện, cũng tìm đủ mọi cách chăm. Và Chuyên thì được cái là gì, cái tuổi thì hơi nhiều một chút ở cái tuổi U50 rồi đúng không các anh chị, nhưng mà gì, đến với Ropi thì là gì, cái tính Chuyên thì nhiều lúc lúc nào cũng thích trẻ, mà đặc biệt là gì, những người mà già già như Chuyên rồi thì là gì, rất mong muốn làm sao để mình được càng ngày được càng càng được trẻ hóa, nên là đi tìm rất là nhiều những cái dòng sản phẩm để làm sao giúp cho mình càng ngày càng đẹp da. Và Chuyên thì là gì, sở hữu cho mình cũng có một cái gọi là cái spa chuyên về dinh dưỡng và làm đẹp cộng với là điều trị ạ. Và khi mà Chuyên tìm hiểu được
về cái dòng sản phẩm của bên Phú Thái thì lúc đầu chưa có Relit YC đâu các anh chị, mới có New Glossy Space thôi. Thì ở trong New Glossy Space thì chuyên đã thấy có cho mình là gì ạ? Một cái dòng sản có một cái có một cái thành phần mà chuyên cảm thấy rất là tuyệt vời, bởi vì đó là glutathione. Bởi vì nhắc đến glutathione thì các anh chị em đều biết đến nó là gì, được gọi là mệnh danh là ông hoàng của việc thải độc gan đúng không ạ? Bởi vì thực ra trong cơ thể của chúng ta có rất là nhiều những cái bộ phận đúng không ạ? Và cái quan trọng nhất gan chính là cái bộ máy để có thể hỗ trợ nuôi dưỡng các bộ phận đó. Nó là nơi chứa là gì, chứa máu đúng không, sản sinh ra máu. Vậy thì nên là chuyên đi tìm một cái giải pháp để giúp cho cái lá gan của mình nó khỏe lên các anh chị. Đầu tiên là gì, bởi vì chuyên học về đông y cũng khá là nhiều, muốn cơ thể khỏe thì đầu tiên là diện nội tạng của chúng ta sẽ phải khỏe, và chuyên rất gì quan tâm đến việc là lá gan của mình để làm sao càng ngày càng càng khỏe ra. Nên là gì đi tìm được cái dòng sản phẩm này, sau đó là gì trải nghiệm. Và các anh chị thấy không ạ, cái mà chuyên nhận được bây giờ là gì, sự trẻ hóa đúng không? Ngày xưa thì khi mà đến với rupee á thì các anh chị nhìn đúng không ạ, thứ nhất ở trên mặt chuyên có rất là nhiều nám, tàn nhang, lỗ chân lông thì to, sau đó thì là gì nhìn ra thì chảy xệ xuống dưới. Vậy thì các anh chị em có muốn là gì mình học sẽ được nhiều cái bí kíp, và là của chuyên đã trải nghiệm và đã sử dụng, và có cộng thêm nữa gì tí nữa chuyên sẽ là gì chia sẻ thêm cho các anh chị cách làm sao chúng ta có thể chăm cho mình cái làn da đẹp. Và đặc biệt là gì, khi mà chúng ta có một cái lá gan khỏe, chúng ta dùng đúng cái liều lượng và có cho mình những cái kiến thức, thì là gì ngoài cái làn da trên khuôn mặt mình trẻ ra thì trên cơ thể mình cũng vậy, dần dần cả cơ thể mình nó sẽ được trẻ hóa các anh chị. Trước đây đến mùa đông á thì da của chuyên thì là gì gọi là già hơn già bà cụ. Ngày xưa chuyên ở với bà nội cách đây hơn năm á, thì bà nội còn thì chuyên vẫn bảo là nội nội sao nội ở tuổi chín mấy mà da nội đẹp vậy, mà da của con thì ở mới cái tuổi bốn mấy thôi, nhưng mà da thì làm sao mà lúc nào nó cứ nhăn nheo, đến mùa đông là nó nhăn lại còn hơn da bà cụ. Nhìn thì nó khủng khiếp luôn các anh chị, nên là cảm thấy là mơ ước làm sao để mình bắt đầu trẻ hóa lại cho mình cái làn da. Nên là bắt đầu là bén duyên cùng với cả bên Phú Thái để làm sao có cho mình được cái làn da như ngày hôm nay ạ. Vậy thì các anh chị em chúng ta có thể là cùng với mời đồng đội của mình vào để chuyên chia sẻ thêm, cho các anh chị em chúng ta nắm được cái bí kíp để làm sao chúng ta càng ngày càng trẻ hóa. Bởi vì chuyên biết là vào phòng Zoom của chúng ta thì chắc chắn là gì ạ, các anh chị em đều quan tâm đến vấn đề đó là gì, làm sao để giúp cho cơ thể mình càng ngày càng càng đẹp, càng ngày càng xinh hơn đúng không ạ? Vậy thì là gì, các anh chị em chúng ta là gì có thể mời đồng đội của chúng ta là gì vào càng thật nhiều thì càng vui đúng không ạ? Ok, vậy thì lý do tại sao mà cái dòng sản phẩm Relief YC sẽ hỗ trợ cho các anh chị em chúng ta là gì càng ngày càng trẻ hóa, thì chuyên sẽ xin phép là gì chia sẻ cái màn hình để anh chị em chúng ta là gì nắm được kỹ hơn về cái dòng sản phẩm này đúng không ạ? Thực ra là làm đẹp không khó đâu các anh chị, chỉ cần chọn đúng cho mình cái dòng sản phẩm nào có thể giúp cho chúng ta là gì thay đổi được cái nội tiết của chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ càng ngày càng đẹp và càng ngày càng trẻ. Bởi vì ở trong dòng sản phẩm của Phú Thái nó có những cái có rất là nhiều những cái đặc điểm mà các anh chị em là gì khó có thể tìm thấy ở bên ngoài, có thể với những chất có những chất những thành phần trong đó có, nhưng mà gì cái sự kết hợp của thì YC nó lại là một cái điểm rất là nổi trội để cho các anh chị em chúng ta có thể làm sao trẻ hóa một cách rất là nhanh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy là gì những vấn đề về cái làn da của chúng ta thường gặp đúng không ạ? Đầu tiên nó là da mụn, sau đó là da tăng sắc tố và lão hóa. Thì thật ra ở cái tầm tuổi 35 trở đi thì lão hóa rất là nhiều, còn da mụn thì các anh chị em thấy là gì làn da đó thường ở các bạn mới sinh viên, hoặc là các bạn bắt đầu là thay đổi nội tiết tố. Tương đương đó là gì là bắt đầu là có mụn, và mụn thì là gì mọc lên rất là nhiều. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh như thế này là chúng ta biết được là gì ạ, khách hàng của chúng ta đang ở đâu rồi đúng không các anh chị? Cái quan trọng là những cái vấn đề về da mà chúng ta nhìn được là tương đương là gì, chúng ta sẽ thấy khách hàng của chúng ta rất là nhiều, thị trường dành cho chúng ta rất là lớn. Nên là các anh chị em cố gắng làm sao chúng ta nắm được kiến thức, nốt lại để làm sao khi mà chúng ta gặp khách hàng chúng ta có thể tự tin để mà chia sẻ với khách hàng đúng không ạ? Vậy thì với da mụn thì ở đây có những cái bệnh lý nào phổ biến nhất các anh chị nhìn thấy không ạ? Thứ nhất đó là da mụn viêm, thì các anh chị sẽ thấy đó là gì ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy
mụn viêm rất là nhỏ đúng không ạ, viêm đỏ ở đầu này. Thứ hai đó là viêm mủ đúng không ạ, những có những cái đầu trắng và bắt đầu nổi lên rất là to, mụn bọc viêm ở bên trong, mụn viêm nang lông. Thì đây là những cái hình thái đó là gì, da mụn, để chúng ta nhìn thấy là những khách hàng này có vấn đề và đây cũng là khách hàng của chúng ta đúng không ạ. Tiếp theo đó là một tình trạng đó là da mụn không viêm, dưới dạng là mụn ẩn, mụn cám, mụn đầu đen và mụn đầu trắng, có rất là nhiều đúng không các anh chị. Và tiếp theo đó là gì ạ, tàn nhang. Thì ở đây nó sẽ có là các anh chị nhìn thấy không ạ, tàn nhang nó sẽ nổi lên rất là nhiều, thì thường nó là dấu hiệu của việc da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời. Và phổ biến nhất là ở những người mà là gì, có nước da, làn da càng trắng thì cái việc nổi đó nó rất là rõ ràng luôn, nổi sậm màu và gì, khi mà trời nắng gắt thì càng ngày nó sẽ càng nổi nhiều hơn. Và cái tàn nhang này nó sẽ nổi theo cái cách là do cái nội tiết tố ở bên mình. Và thực ra là có rất là nhiều, những anh chị như lúc nãy là bạn Trâm chia sẻ với cả bạn Ngọc chia sẻ đúng không ạ, khi mà chúng ta đi laser thì là tương đương là gì, thay vì đó chúng ta bảo vệ không tốt, chúng ta chăm da không tốt thì là gì, melanin sẽ làm gì, không có ức chế được và càng ngày nó kim kim tàn nhang nó sẽ càng nhiều đúng không ạ. Với rất là nhiều những anh chị đầm cái tầm tuổi 35 trở đi thì đồi mồi mọc lên rất là nhiều. Và rất là khó để làm sao chúng ta có một cái khuôn mặt đẹp trông nó khả ái để có thể là đi ra ngoài đúng không ạ. Và khi mà bị đồi mồi như này thì là cái khả năng phát triển thành ung thư da là rất là nhiều luôn. Nên là khi mà chúng ta nhìn thấy những khách hàng như này là chúng ta biết được ngay là lượng khách hàng của chúng ta rất là nhiều. Tiếp theo đó là gì, tình trạng nám da và tăng sắc tố da sau viêm. Thì các anh chị đấy không ạ, nhìn trên màn hình ở trên là các anh chị nhìn thấy là gì, đối tượng khách hàng của chúng ta rất là nhiều. Với tăng sắc tố da sau viêm thì là thường là gì, kết quả của mụn trứng cá, bị bỏng, bị ma sát hoặc là gì, dùng hóa chất, dùng laser, dùng xung ánh sáng với cường độ cao là sẽ gây lên cái hiện tượng là tăng sắc tố sau viêm. Vậy thì khi mà đến với cái việc là gì, lão hóa da, thì ở đây đó là chính là gì, thực ra là ở phụ nữ của chúng ta thì càng ngày mỗi một năm già đi thì collagen sẽ mất đi 1% đúng không ạ. Vậy thì càng ngày da của chúng ta sẽ càng càng bị lão hóa và mật độ khiến độ đàn hồi da càng ngày càng giảm đi. Kết cấu của collagen sẽ thấp nên là gì, thường gây ra những cái hiện tượng đó là chảy xệ đúng không các chị, trùng nhão và không có tính đàn hồi. Nếu như mà các anh chị là làm về chuyên về da, có cái máy soi da thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái kết cấu da của chúng ta là gì, càng ngày nó càng đi xuống đúng không ạ. Xuất hiện rất là nhiều những cái nếp nhăn, vết chân chim ở đuôi mắt, cái đó là rất là dễ phân biệt, bằng mắt thường thôi các anh chị cũng có thể phân biệt được. Da khô và lỗ chân lông rất là to, bị bọc quầng thâm ở xung quanh mắt, đó cũng là vấn đề đúng không ạ. Và các anh chị nhìn thấy đúng không ạ, ở cái tầm tuổi của chuyên cũng là một người làm văn phòng, bởi vì chuyên là suốt ngày ngồi trong nhà thôi các anh chị, nhưng mà cái việc lão hóa nó rất là nhanh. Nếu như mà chúng ta không biết cách làm sao chúng ta có thể chăm sóc cho cái làn da của mình thì rất khó để mà có thể trẻ hóa đúng không ạ. Vậy thì khi mà chuyên đi tìm cho mình những cái giải pháp để có thể hỗ trợ được cái làn da của mình càng ngày càng trắng sáng, thì có rất là nhiều những cái giải pháp để giúp da trắng sáng đều màu và tăng sắc tố da. Thì ở trong đó có rất là nhiều thành phần, ví dụ như glutathione, vitamin C, sữa ong chúa, nghĩa là có rất là nhiều chất có thể giúp cho các anh chị làm trắng sáng và đều màu da. Nhưng ở đây các anh chị em chúng ta sẽ hiểu là gì ạ, glutathione thì sẽ mang lại cái gì cho chúng ta đúng không ạ. Đầu tiên như lúc nãy chuyên chia sẻ, đây là gì, ông hoàng của việc là gì, đào thải độc tố trong gan. Thì nó có rất là nhiều dạng, đầu tiên là gì, có thể là dưới dạng viên sủi hoặc là gì xịt dưới lưỡi như New Glossy Spray đúng không ạ, hoặc là gì viên uống, viêm nang á. Nhưng mà là gì, nếu như mà chỉ dùng New Glossy thôi, glutathione á, thì nó sẽ cái khả năng mà nó hấp thu của nó trong dạ dày không có cao đâu các anh chị. Khi mà vào đường ruột và dạ dày ấy, thì L-glutathione mới lại làm cái chất có thể hỗ trợ hấp thu rất là nhanh. Và có những cái dòng sản phẩm đó là sự kết hợp giữa glutathione và kết hợp với vitamin C để tăng mức độ hấp thu và hiệu quả là gì, nó sẽ được tăng lên. Tại sao, tí nữa thì chuyên sẽ chia sẻ với các anh chị là tại sao khi mà kết hợp giữa vitamin C và glutathione nó sẽ giúp cho chúng ta đó là gì, tăng thêm cái chất lượng và cái sự trẻ hóa của chúng ta càng ngày càng cao. Bởi vì thứ nhất đó là L-glutathione. Thì ở đây các anh chị thấy không ạ, glutathione thì được tổng hợp từ là gì ạ, từ các tế bào axit amin, đó là citin này, glutamic này, glycine này,
Nên là gì ạ? Nó sẽ tổng hợp ở trong gan và bắt đầu đào thải độc tố trong trong gan. Khi mà lá gan của chúng ta khỏe thì dần dần là gì? Làn da của các chị bắt đầu sẽ được thay đổi. Với cái là L-glutathione á cũng là một chất chống oxy hóa rất mạnh luôn các anh chị. Nó sẽ hỗ trợ là hạn chế tăng hắc sắc tố cho chúng ta và gì ạ? Giúp cho làn da của chúng ta sẽ càng ngày càng trắng sáng. Ở đây là gì ạ? Nó không chỉ có trắng sáng mỗi cái khuôn mặt của các anh chị đâu, mà ở đây chúng ta sẽ được trắng sáng toàn thân, tạo cho chúng ta là gì ạ? Tạo ra các sắc tố melanin sáng và hạn chế được các hắc sắc tố melanin đen. Đây là cái cơ chế hoạt động là gì rất tuyệt vời của L-glutathione, chứ không phải chỉ là glutathione không đâu các anh chị. Khi mà tia UV mà bắt đầu chiếu vào làn da của chúng ta thì bắt đầu là gì ạ? Sẽ sản sinh ra các embulanin, đúng không ạ? Là các sắc tố tối, nó sẽ nổi lên để bảo vệ cái làn da của mình. Nhưng mà ở đây L-glutathione sẽ hỗ trợ là cho chúng ta là gì, ức chế những cái sắc tố tối màu, đúng không ạ, và chuyển hóa nó thành sắc tố sáng màu, đó là pheomelanin. Đây là cái điểm nổi trội của cái L-glutathione, đúng không ạ? Các anh chị nhớ là gì, đây L-glutathione nó sẽ có điểm nổi trội hơn hẳn. Vậy thì là gì, nói đến glutathione thì chúng ta thấy đây là một chất chống oxy hóa rất là tốt, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời, chúng ta có thể lên mạng và chúng ta có thể search ra được. Còn là gì ạ? Vitamin C, các anh chị thường nghe và gì ạ? Cũng đã trải nghiệm rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Vitamin C là một chất chống oxy hóa cũng khá là mạnh, tăng làn tăng cái độ trắng sáng cho da, đúng không ạ? Giúp cho da càng ngày càng trắng sáng này, kìm hãm hình thành melanin. Đây là cái chất mà khiến cho làn da của chúng ta là bị thâm, bị nám và giúp cho da chúng ta là dị săn chắc, bảo vệ da, giúp cho chúng ta là giảm nếp nhăn và dị chống chảy xệ, đúng không ạ? Vitamin thì sẽ tăng tổng hợp collagen và giúp giảm nhăn, căng mịn da. Đồng thời nữa thì là dị duy trì L-glutathione ở dạng dễ hấp thu. Bởi vì thường là dị glutathione ở rất là nhiều những cái dạng khác nhau. Nhưng mà khi mà vào cơ thể của chúng ta ấy, nó sẽ bị là dị đi vào trong đường ruột thì nó sẽ bị axit ở trong dạ dày là dị chuyển hóa, và nếu mà chỉ là glutathione không thì nó rất dễ bị đào thải ra ngoài các anh chị. Nhưng mà chính ra nhờ vitamin C thì L-glutathione lại được phát huy một cách rất là mạnh mẽ luôn. Đây là một cặp đôi rất hoàn hảo luôn các anh chị. Và khi mà đến với dòng sản phẩm Relief YC thì chúng ta sẽ thấy được cái sự hoàn hảo đó như nào, đúng không ạ? Đầu tiên để nhắc đến Relief YC các anh chị thì chúng ta sẽ để ý đến nguồn gốc xuất xứ, đúng không ạ? Đây là một dòng sản phẩm được đăng ký thương hiệu là gì, của Anh Quốc và được sản xuất tại Ấn Độ, đạt được tiêu chuẩn FDA và GMP của Hoa Kỳ. Đầu tiên là các anh chị thấy không ạ? Tiêu chuẩn của nó là gì, khá là khắt khe, và là gì, đây là dòng sản phẩm mà sẽ đạt được. Nhưng mà trong đó chuyên quan tâm nhất đến thành phần L-glutathione và vitamin C. Các anh chị thấy cái hàm lượng đây nó có cao không ạ? Trong mỗi một viên sủi có 2,9 gram thì lại có chứa là gì, L-glutathione ở mức là gì, 500 mg, và vitamin C ở 1.000 mg. Anh chị em chúng ta có nhìn thấy là gì, cái hàm lượng nó khá là cao không ạ? Hàm lượng khá cao để làm sao? Bởi vì nó sẽ muốn chống được oxy hóa. Thì là gì ạ? Cái hàm lượng vitamin phải khá là cao. Và trong đó thì là gì ạ? Khi mà vitamin đi vào và glutathione đi vào, nếu như chỉ có glutathione không, khi đi vào đường ruột của chúng ta thì là gì ạ? Nó là cái chất chống oxy hóa. Vì vậy nó rất dễ là bị oxy hóa luôn các anh chị. Nên là cái khả năng của nó sẽ bị thấp. Nhưng ở đây đó là sự kết hợp hoàn hảo, nó là một cặp đôi rất là hoàn hảo luôn. Thì vitamin C liều cao đi vào là gì ạ? Nếu như mà nói là tả thì các anh chị nghĩ nó như là trong công an với quân đội các anh chị. Vitamin C chính là công an, bắt đầu đi vào trong là gì ạ? Đi vào trong đường ruột của chúng ta là bắt giữ những cái những con vi khuẩn virus này, và đặc biệt đó là gì, chống được cái việc oxy hóa. Thế là thay vì đó là gì, vitamin đi đi vào hỗ trợ để tái tạo lại, và đồng thời đó là gì, sau đó thì giúp glutathione đi vào để là gì, đi vào sâu bên trong và gì, phát huy hết những cái tác dụng của nó. Nên là gì, đây là một cái cặp đôi rất là hoàn hảo luôn các anh chị. Chưa là gì, nếu như nó chỉ đi có một mình thì nó không thể nào mà là gì, phát huy được hết cái tác dụng của mình. Thì ở đây nó được gì, chiết xuất dưới dạng viên sủi các anh chị. Thì ở bên ngoài thị trường ấy, glutathione thì có rất là nhiều những dạng viên khác nhau, ví như là dạng viên như lúc nãy chuyên nói, đúng không ạ?
À, dạng xịt dưới lưỡi. Nếu mà dạng xịt dưới lưỡi thì không thể nào kết hợp được với vitamin C liều cao. Và ở đây nó là dạng sủi. Thì cái dạng xịt dưới lưỡi là cái dạng thẩm thấu dễ nhất. À, như các anh chị em thấy ở trên kệ hàng của chúng ta có một cái dòng sản phẩm đó là New Glossy Spray đúng không ạ? À, khi mà chúng ta xịt dưới lưỡi thì nó sẽ thẩm thấu thẳng vào các mao mạch. À, nhưng mà cái dòng đó thì không thể nào mà sản xuất ra để kết hợp được với vitamin C dưới dạng xịt đúng không ạ? Vậy thì khi mà nó kết hợp dưới dạng sủi thì nó sẽ là phát huy hết cái tác dụng đó. Đó là cái lợi thế rất là lớn khi mà các anh chị em chúng ta dùng được cái dòng sản phẩm như này đúng không ạ? Nó được bào chế dưới dạng sủi và khá là dễ dùng luôn các anh chị. À, nó là một viên sủi, các anh chị chỉ cần đưa nó vào trong một cái ly nước chúng ta hòa tan thì nó sẽ có một cái hương vị rất là thơm, đó là hương vị của cam. Và nó có cái độ pH là 4,5 đến 5,5, tương đương với cái nồng độ pH trong cơ thể của các anh chị. Nên là nó giúp cho cái việc hấp thu glutathione một cách rất là nhanh chóng và trọn vẹn, hạn chế tối đa cái sự phân hủy và các enzyme trong dạ dày. Các anh chị thấy đây là sự kết hợp hoàn hảo và chúng ta thấy là khá là dễ dùng. Và cái quy cách của sản phẩm thì có ở trong cái hộp này sẽ có 7 vỉ. Mỗi vỉ có 4 viên là tương đương cái hộp này nó sẽ có khoảng tầm 28 viên đúng không ạ? 28 viên là chúng ta dùng mỗi ngày, một viên là chúng ta dùng trong vòng 1 tháng đúng không ạ? Đầu tiên phải nói đến cái khả năng là chống nắng đúng không ạ? Glutathione thì là tăng cường cái sức đề kháng cho da dưới ánh nắng mặt trời và bảo vệ da khỏi những tác động của tia UV một cách rất là hiệu quả. Và tiếp theo đó là vitamin C thì sẽ hạn chế được tổn thương da do tiếp xúc với tia cực tím, tia UV đúng không ạ? Có cả UVA và UVB. Sau này các anh chị có những cái thí nghiệm, sau này nếu như mà ai quan tâm ấy thì có thể là dùng vitamin C để thí nghiệm. Các anh chị sẽ thấy được là nó sẽ có cái độ là chống oxy hóa rất là cao. Đồng thời đó, lúc mà chuyên quan tâm ngay từ lúc đầu các anh chị, đó là sự hỗ trợ về việc đào thải độc tố và thanh lọc gan của chúng ta. Bởi vì là L-glutathione sẽ giúp bảo vệ gan và khử độc được gan. Nghĩa là ngoài là nó sẽ hỗ trợ đào thải được các độc tố trong gan và phục hồi chức năng gan, hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan, xi gan, viêm gan và gan nhiễm độc, và ức chế rất là nhiều là cái sự sao chép của virus đúng không ạ? Các anh chị thấy không ạ? Đây là một cái sản phẩm ngoài cái việc làm đẹp thì còn hỗ trợ cho cái sức khỏe về gan của chúng ta rất là lớn luôn. Và vitamin C thì hỗ trợ là thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố, kích thích quá trình sản xuất mật ở trong gan và loại bỏ độc tố, giảm độc gan một cách rất là hiệu quả. Ngay cả bản thân chuyên là khi mà chuyên bị cảm cúm cũng vậy, nó sẽ hỗ trợ là tăng đề kháng cho mình một cách rất là nhanh. Có hôm gần Tết là đi về là chuyên bị nhiễm lạnh, hát xì hơi sổ mũi liên tục, nhưng mà sau khi mà sử dụng một viên Relute YC thì nó hỗ trợ là tăng cái đề kháng của mình lên và mình cảm thấy là mình khỏe lên rất là nhanh. Các anh chị em cứ trải nghiệm thử mà xem là chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều đó, đó là cái điều rất là tuyệt vời. Và khi mà chúng ta sử dụng Relute YC á, thì nó sẽ hỗ trợ là trung hòa gốc tự do, phòng ngừa được bệnh tật. Bởi vì khả năng là chống oxy hóa rất là cao thì nó sẽ chống và nó trung hòa cái gốc tự do trong cơ thể của chúng ta. Thay vì đó là những cái phân tử dư electron đúng không ạ? Cần có những cái chất chống oxy hóa, dần dần nó sẽ đi vào là cân bằng lại và sẽ trở thành là phân tử ở trạng thái cân bằng. Khi mà cơ thể chúng ta có một cái trạng thái cân bằng thì lúc đó chúng ta sẽ được càng ngày càng trẻ hóa lại đúng không ạ? Thay vì càng ngày càng lão hóa thì chúng ta sẽ trẻ hóa ra. Như lúc nãy chuyên cũng chia sẻ với các anh chị, đó là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta là tăng cường hệ miễn dịch. Bởi vì sao glutathione sẽ giúp là nó là một cái hàng rào bảo vệ một cách rất là mạnh mẽ, việc là dọn dẹp các chất không cần thiết của cơ thể, đào thải độc tố, chống lây nhiễm lại virus vi trùng, ngay cả việc là nó là cũng là một cái thành phần để điều trị ung thư. Các anh chị em có thể là có người nhà, nếu như ai có người nhà bị ung thư thì các anh chị sẽ nghe đến nhiều sản phẩm là có trong đó chứa glutathione. Người ta thấy là cái hàm lượng glutathione thấp thì có ở những người suy giảm miễn dịch, đang bị ốm, stress và làm việc liên tục. Nên là khi mà chúng ta tăng cường là Relute YC thì nó sẽ tăng cái hiệu suất của glutathione lên. Và trong khi đó là cái cặp đôi đi với nhau thì ở trong đó vitamin C cũng sẽ hỗ trợ là tăng cường cái chức năng là tái tạo lại các tế bào của chúng ta. Và hỗ trợ là tăng khả năng miễn dịch, hỗ trợ chức năng hàng rào biểu mô chống lại các mầm bệnh và thúc đẩy quá trình là chống oxy hóa của da, giúp cho chúng ta là
bảo vệ sự oxy hóa của môi trường luôn á, đúng không ạ? Đó là cái lợi thế rất là lớn khi mà các anh chị sử dụng. Ngoài ra, L-glutathione còn giúp cho chúng ta nữa là căng thẳng, giúp chúng ta là giảm tác động của cái việc là căng thẳng. Các anh chị em nào như chuyên nếu mà làm việc văn phòng rất hay stress thì ở đây nó gì ạ, sản sinh ra rất là nhiều những cái lượng gốc tự do đúng không ạ, tăng đột biến, thì cái quá trình stress oxy hóa sẽ làm tăng thêm cái mức độ căng thẳng và mệt mỏi của cơ thể. Nhưng mà khi mà chúng ta là gì ạ, sử dụng DDYC thì chúng ta sẽ cảm thấy là gì, chúng ta sẽ rất là thoải mái, và gì ạ, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta một giấc ngủ ngon. Các anh chị cứ thử mà xem, chúng ta sẽ cảm giác là gì, giấc ngủ chúng ta sâu và ngon hơn rất là nhiều, bởi vì cái căng thẳng đó nó không còn nữa các anh chị. Vậy thì quay đi quay lại thì là gì, chuyên sẽ tổng kết lại là gì ạ? Thứ nhất là gì, công dụng của RDYC đúng không ạ, nó sẽ có giúp chúng ta là gì ạ, tăng cường cái khả năng chống nắng. Thứ hai nữa là gì ạ, làm trắng làn da của các anh chị ra. Thứ ba là giảm sạm nám. Thứ tư là gì ạ, chống lão hóa. Thứ năm là tăng cường hệ miễn dịch. Thứ sáu là gì, giảm là gì ạ, đào thải độc tố và thanh lọc gan. Thứ bảy nữa là gì, giảm căng thẳng và stress. Vậy thì các anh chị thấy không ạ, chỉ mỗi ngày với một viên DDYC, các anh chị đã có được rất là nhiều những cái công dụng khác nhau để làm sao cho chúng ta được có một cái cơ thể càng ngày được càng được trẻ hóa đúng không ạ, thay vì lão hóa như chuyên thì càng ngày sẽ càng được trẻ hóa ra. Và giá thành sản phẩm thì chuyên thấy khá là hợp lý, thay vì chúng ta là gì, uống một ly trà sữa thì mỗi ngày chúng ta nên sử dụng là gì, một viên DDYC thì chỉ với là 46.000 trên một ngày thôi cũng các anh chị, thì chúng ta sẽ có cho mình một cái cơ thể khỏe mạnh, căng tràn sức sống, làn da thì càng ngày càng trắng sáng và được trẻ hóa. Bởi vì là gì, một cái hộp đó thì với giá là 1.288.000 và nó có rất là nhiều những cái công dụng khác nhau, chứ không chỉ là gì, mỗi chỉ làm đẹp đâu các anh chị. Cái mà chuyên quan tâm nhất đó là lá gan của mình. Nên là khi mà chúng ta có một cái lá gan khỏe thì cái làn da của chúng ta nó cũng sẽ được là gì ạ, càng ngày càng cải thiện. Và cái hướng dẫn sử dụng thì là khá là đơn giản các anh chị đúng không ạ? Lấy một ly nước như này, sau đó là các anh chị chỉ cần thả cho mình một viên là Relit YC vào. Sau khi chờ tan hết được bọt khí thì các anh chị sẽ có thể là thưởng thức từ từ trong vòng là gì ạ, 10 phút. Và nhớ là gì ạ, uống sau ăn sáng 15 đến 20 phút giúp chuyên. Liệu trình dùng thì là gì ạ? Chúng ta sẽ dùng từ 3 đến 6 tháng và uống trước 15 giờ đúng không ạ? Thực ra khá là đơn giản, đi đâu thì chúng ta cũng chỉ cần cầm theo cái viên như này là chúng ta có thể mang đi mọi lúc mọi nơi đúng không ạ? Đi đâu chúng ta cũng có thể dùng và rất là dễ để làm sao các anh chị có thể mang đi, có thể chia sẻ với khách hàng. Vậy thì đấy là cái phần chia sẻ của chuyên. Và khi mà đến với dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ có cho mình được dạy những cái bí kíp, đầu tiên là cái cách dùng đúng không ạ? Và các anh chị em thấy được cái lợi thế của glutathione và vitamin C khi mà kết hợp được với nhau. Thì ngoài ra muốn có cho mình một cái làn da trắng sáng, các anh chị biết là chúng ta sẽ phải kết hợp việc gì nữa không ạ? Để mà cho được có cho mình được cái bí kíp để làm sao giúp cho khách hàng có một cái làn da trắng sáng thì ngoài việc dùng Redip YC thì chúng ta phải học cái cách để làm sao hướng dẫn cho khách hàng nó chăm sóc cho mình cái làn da của mình nó trắng sáng và nó càng ngày nó sẽ hỗ trợ là gì, đàn hồi nhanh. Bởi vì thường chuyên thấy đó là gì ạ, khi mà khách hàng họ quan tâm đến dòng sản phẩm này thì họ sẽ quan tâm cái đầu tiên đó là gì, làm sao để họ hết những cái nám đấy, tàn nhang trước khi đến cái làn da bên ngoài của khách hàng nó càng ngày càng đẹp lên đúng không ạ, không mụn nữa. Muốn là gì ạ, hết được mụn thì phải giúp gan đào thải được độc tố, bởi vì cơ thể mình khi mà gan nó không hoạt động được, nó không đào thải được độc tố thì nó sẽ phát ra bên ngoài, nên nó sẽ gây ra được cái tình trạng đó là mụn rất là nhiều. Vậy thì mụn nhiều từ trên khuôn mặt đã là một cái vấn đề rồi. Có nhiều bạn đã là gì ạ, mặt không có nhưng mà lưng rất là nhiều. Sắp đến mùa hè rồi mà nếu mà đi ra ngoài mặc một cái áo dây hay là mặc cái áo trễ vai, nhìn cái lưng vạt lưng đằng sau có rất là nhiều mụn thì người ta đó cũng là sự mất tự tin đúng không ạ? Vậy thì là gì, để chăm sóc cho mình cái làn da đẹp thì các anh chị sẽ hướng dẫn thêm cho khách hàng là gì về việc chăm sóc da. Vậy thì là gì, để chăm sóc da thì chuyên đấy là gì cũng khá là đơn giản. Việc đầu tiên các anh chị phải lựa chọn là gì, hướng dẫn cho khách hàng đó là gì, làm cho cái làn da của mình phải sạch. Phải làm sạch cái làn da của mình đúng không ạ? Làm sạch thì làm sao, chúng ta sẽ chọn cho mình những cái dòng nước rửa mặt nó có độ pH, độ pH của nó là gì, khoảng tầm là gì 4.5 cho đến 6, để nó bắt đầu trung hòa cái làn da và cấp ẩm cho cái làn da của mình. Sau đó là gì, sau khi rửa mặt sạch thì nhớ là gì, hướng dẫn khách hàng cấp ẩm bằng toner.
À, và cấp ẩm bằng toner xong thì là gì? Hàng ngày phải bảo vệ cái làn da của mình bằng kem chống nắng các anh chị. À, thì lúc đó thì là gì? Nó sẽ hỗ trợ là gì? Vừa là trắng sáng từ bên trong, à, vừa làm trắng là gì? Làm đẹp từ bên ngoài. Thực ra là gì? Ai cũng vậy thôi. Nếu như ở bên ngoài chúng ta uống những cái dòng sản phẩm để hỗ trợ trắng sáng da, nhưng ở bên ngoài chúng ta cứ phơi nắng ở bên ngoài suốt ngày đúng không? Không chăm sóc, không bảo vệ thì cái việc là gì? Hỗ trợ cho cái việc đàn hồi da rất là khó. À, nên gì các anh chị cũng nhớ cái bí kíp đó để làm sao là gì chúng ta chia sẻ với khách hàng đúng không ạ? Chăm da rửa mặt à, thì là gì đúng khoa học. À, Trên cũng chia sẻ thêm một chút cái bí kíp để chúng ta là rửa mặt và gì, nâng cái cơ của chúng ta. Và khi rửa mặt thì các anh chị nhớ là gì rửa mặt hay chăm da thì phải đúng theo chiều cấu tạo da nha. Các anh chị rửa mặt hay là gì xoa à, gì, chúng ta sẽ xoa tròn nhưng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, nghĩa là từ dưới lên trên này, từ trong ra ngoài để làm sao tạo ra được cái gì để đúng theo cái chiều cấu tạo của da để giúp cho da càng ngày càng trắng sáng và săn chắc lại. Và khi các anh chị em chăm da buổi tối cấp ẩm cho da xong thì có thể là gì massage để là gì hỗ trợ kích thích nuôi lại cái làn da của mình nó gì à, nó trắng sáng lên và nó căng mịn, nó căng dần lên bởi vì nó sẽ giúp cho các lớp cơ của chúng ta bắt đầu hoạt động đúng không ạ? Và khi mà chúng ta massage thì massage từ trong ra ngoài các anh chị, sau đó thì chúng ta kéo lên giữ một chút thì dần dần những cái là những cái khóe như chuyên ở trước đây là cái khóe nó rất là sâu nhưng sau khi mà chuyên chăm da massage thì đó là gì cái làn da nó sẽ càng ngày càng trắng sáng và căng lên. Đó cũng là một cái bí kíp nho nhỏ để giúp cho các anh chị em chúng ta sau này có thể hỗ trợ khách hàng, chăm sóc khách hàng để họ đạt được cho mình những cái hiệu quả nhanh nhất khi mà sử dụng cái sản phẩm của chúng ta đúng không ạ? Vậy thì qua cái phần chia sẻ của Chuyên thì không biết là anh chị em chúng ta có câu hỏi nào không ạ? À, chúng ta sẽ cùng nhau đặt câu hỏi. À, các anh chị em thắc mắc gì thì Chuyên sẽ giải đáp thêm cái phần đó cho các anh chị em chúng ta đúng không ạ? Vâng, không biết là các anh chị ở trong phòng Zoom của mình có những câu hỏi gì chúng ta đang thắc mắc thì chúng ta có thể là gửi lên khung chat hoặc chúng ta giơ tay lên để mà chúng ta trao đổi và chia sẻ. Ở đây sẵn có là giờ chị Chuyên sẽ hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta có thể là gì ạ? Thỏa mãn những cái thắc mắc của mình được không ạ? Vâng, chị Chuyên ơi, em thấy ở trên khung chat của mình á có em không biết là anh hay chị, em thấy để cái thiệu máy thôi. Có một câu hỏi là em muốn hỏi là da dầu thì có dùng được Relief YC không ạ? À, da dầu dùng Relief YC rất là tốt luôn. Bởi vì sao nó sẽ hỗ trợ là gì à, trên cái da của mình á nữa là dầu là gì là do cái làn da của mình nó không có đủ được cái độ nghĩa là dầu nó rất là nhiều. Làm sao để kiềm được dầu đó thì là gì đây là một cái sản phẩm có thể hỗ trợ vừa trắng sáng vừa kiềm lại cái dầu đó cho các anh chị. Và khi mà chúng ta với cái làn da gì da dầu như vậy thì các anh chị em nhớ là gì lựa chọn cho mình cái dòng sản phẩm thì là gì à, cái quan trọng nhất là gì lựa chọn cho mình cái dòng sản phẩm có thể hỗ trợ được cái da dầu. À, chúng ta phải chăm từ bên ngoài, chúng ta phải làm sạch. Khi mà chúng ta làm sạch rồi thì cái lớp da bên ngoài nó sẽ được trung hòa đúng không ạ? À, nó được trung hòa và dần dần nó cân đối lại cái làn da của mình. Relief YC là một cái dòng sản phẩm có thể hỗ trợ làm trắng sáng luôn đấy anh chị. Đó, nghĩa là chỉ có là gì vẫn dùng được bình thường nha. Và chúng ta khi làm sạch thì nó sẽ hỗ trợ kiềm lại cái dầu đó chúng ta và chúng ta sẽ chọn cho mình những cái dòng sản phẩm dùng cho da dầu. À, trên kệ hàng của chúng Ropi có rất là nhiều những cái dòng sản phẩm dùng cho da dầu đó các anh chị. À, chúng ta chỉ cần là gì dùng đúng thì chắc chắn một điều nó sẽ hỗ trợ là gì kiềm lại cái lượng dầu đó cho chúng ta. Vâng ạ, không biết là chị đã tới gì ạ, giải đáp được cái thắc mắc của mình chưa ạ? Và chị Chiên ơi, em thấy ở trên khung chat còn có một cái câu hỏi nữa của chị Thảo Uông. Em không biết là À. em đọc đúng hay không ạ. Thì chị có hỏi như thế này là mình uống liệu trình hay là mình phải uống miết ạ? À, Thì với sản dùng phẩm Relief YC thì chúng ta sẽ uống liệu trình các anh chị. À, sau một liệu trình từ 3 đến 6 tháng thì là nếu như mà thực ra là nếu với những khách hàng mà muốn trắng sáng thật nhanh thì trắng sáng thì nó sẽ quan tâm đến các anh chị sẽ quan tâm đến việc là gì cái gan của mình nó có nhiều độc tố hay không. Thì lúc đó chúng ta có thể tăng cái hàm lượng glutathione lên. Thì tăng cái hàm lượng đó như nào? Relief YC thì chúng ta chỉ được dùng có một viên một ngày thôi các anh chị. Để sau này các anh chị tiện để tư vấn cho khách hàng. À, Relief YC bởi vì hàm lượng vitamin C khá là cao nên chúng ta chỉ dùng một viên một ngày. Vậy thì để tăng thêm cái hàm lượng glutathione lên á thì các anh chị có thể dùng giúp Chuyên cái chai xịt New Glow C Spray. Nghĩa là chúng ta sẽ dùng song song buổi sáng chúng ta dùng Relief YC đúng không ạ? À, buổi chiều với buổi tối chúng ta có thể xịt thêm đó là New Glow C Spray để hỗ trợ tăng cái hàm lượng là gì đào thải độc tố.
Các anh chị em nào muốn trắng sáng nhanh thì chúng ta sẽ kết hợp như vậy. Chúng ta dùng liên tiếp cho chuyên trong vòng 3 tháng. Dùng 3 tháng. Có nhiều anh chị em mà độc tố ở trong gan không nhiều thì nó cái việc cải thiện không đến 3 tháng thì cái làn da đó được cải thiện rất là nhanh. Nhưng mà da mà nếu như là trong cơ thể của chúng ta có rất là nhiều độc tố thì chúng ta dùng liên tiếp cho chuyên 3 tháng. Sau khi mà 3 tháng đó cái làn da của chúng ta đạt được như chúng ta mong muốn thì sau này chúng ta sẽ dùng là gì xen kẽ nhau. Chúng ta sẽ gì tách liều ra, chúng không dùng hàng ngày mỗi ngày một viên mà chúng ta có thể là cách ngày dùng một viên đúng không ạ, hoặc là gì chúng ta sẽ dùng xong là một ngày dùng Relief YC, 2 ngày dùng xịt đúng không ạ, sau đó lại quay lại dùng Relief YC, nghĩa là làm sao để là gì cho làn da của chúng ta nó sẽ mãi mãi là gì, nó sẽ luôn luôn giữ được cái việc là gì trắng sáng. Bởi vì các anh chị hiểu tương đương là gì, khi mà chúng ta là giúp cho cái làn da của mình trắng sáng rồi thì chúng ta phải duy trì để chăm sóc nó. Bởi vì cơ thể chúng ta phải ăn hàng ngày mới sống được đúng không ạ? Vậy thì muốn da đẹp thì chúng ta phải chăm cho nó đúng không ạ? Và cái việc quan trọng nhất là gì? Phải làm sạch da, muốn da đẹp thì phải làm sạch da, cấp đủ độ ẩm cho da và chống nắng cho da thì lúc đó là chúng ta luôn luôn có một cái làn da nó đẹp. Đó. Vâng ạ, em cảm ơn chị Chuyên. Thì em thấy chị Đinh Hoa có giơ tay. Thì em mời chị mở mic lên và chị cùng trao đổi với chị Chuyên chị nha. Được rồi đấy chị nói chuyện đi. Chào chị Chuyên, chào tất cả mọi người. Thì em cũng muốn hỏi là cái viên uống Relief YC á, thì trước đây em cũng đã dùng một liệu trình rồi mà cũng có cải thiện. Cũng có cải thiện được rõ rệt đấy, cải thiện được rõ rệt ở trên khuôn mặt luôn. Đi ra đường là cũng thấy là nhiều người là cũng có nói là tại sao mà dạo này thấy da nó sáng hơn ấy. Nhưng mà em muốn hỏi là bản thân của em bây giờ đang bị viêm gan B á, mà không biết là dùng cái sản phẩm này thì nó có cải thiện được không? Với lại là trong cái quá trình mà mình uống, mình sử dụng á, thì cái vấn đề ăn uống của mình á, có phải mình có phải né cái thức ăn gì hay không á? Chị có thể giúp em cái thắc mắc này không? Ok, bởi vì khi mà vào đây thì chúng ta sẽ có được cái sự hỗ trợ rất là tuyệt vời từ y bác sĩ. Nên là cái phần đó thì chuyện cũng biết là ở trong phòng Zoom của chúng ta sẽ có hôm nay có bác sĩ nào tham gia không nhỉ? Còn không thì chuyên sẽ là gì hỗ trợ cho các anh chị theo cái cách hiểu của chuyên. Ok, thì với dùng với người bị viêm gan B á, thì chuyên nghĩ là gì chúng ta vẫn dùng được bình thường, bởi vì nó sẽ hỗ trợ là gì đào thải được các độc tố trong gan của chúng ta. Và thường ngày thì khi mà chúng ta dùng cái Relief YC thì nhớ là gì không ăn hải sản giúp chuyên. Bởi vì cái hải sản với cả khi mà kết hợp với cái Relief YC vào ấy, thì nó có thể là gây ra nhiều cái độc tố. Nên là đây là một cái thành phần mà gì khi mà ăn thì chúng ta phải tránh ra cái việc đó. Nhưng mà trong quá trình mình uống là mình không ăn thôi đúng không ạ? Còn khi mà mình không uống, không dùng nữa thì mình vẫn ăn bình thường đúng không ạ? Đúng rồi, nếu mà khi mà mình không uống thì mình vẫn có thể ăn được. Vâng ạ, thắc mắc của chị đã được giải đáp chưa? Chị còn thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị Đinh Hoa rất nhiều đã đến với phòng Zoom. Cũng cảm ơn chị Chuyên đã giúp cho chị Hoa giải đáp được cái thắc mắc của mình. Và em thấy trên khung chat đó chị vẫn còn một cái câu hỏi lúc nãy em có thấy đó là Đại lý Thanh Ngân có hỏi rằng là da bị nám nhiều khi mà mình dùng chai xịt thì có cải thiện nhanh hay không ạ? Nếu mà da bị nám nhiều mà chúng ta dùng chai xịt thì nó cũng là gì hỗ trợ cũng nhanh, nhưng mà chúng ta phải dùng với liều cao các anh chị. Và khi mà dùng như vậy thì các anh chị nhớ là gì với chai xịt đó ngày ít nhất chúng ta phải xịt được 3 lần đúng không ạ? Thì nó mới hỗ trợ là đào thải được các độc tố ở trong cái gan của chúng ta để sau đó cái nám nó dần dần lên. Và muốn là nhanh thì các anh chị nhớ là gì như lúc nãy chuyên chia sẻ là gì phải kết hợp cả trong cả ngoài. Chúng ta vừa xịt thì chúng ta phải vừa chăm da. Bởi vì khi mà chúng ta chăm da, cái làn da của chúng ta nó là gì? Nó được là làm sạch, nó được cấp ẩm nhiều, đó cũng là một cái cách để giúp cho cái da của chúng ta nó sẽ càng ngày càng trắng sáng và để chống sạm nám. Dạ. Chị ơi, em thấy là có một đại lý Mai vừa gửi lên một câu hỏi nữa, đó là câu hỏi khi mà cho em hỏi là khi mà sử dụng sản phẩm
thì nó có ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt hay không ạ? Nếu mà theo kinh nghiệm của Chuyên thì Chuyên không thấy nó có ảnh hưởng gì đến chu kỳ kinh nguyệt của mình cả. Nhưng mà Chuyên vẫn đang dùng đều với nó là gì? Chuyên dùng đến hộp thứ 3 rồi các anh chị. Đó, nên là cứ thỉnh thoảng Chuyên lại nhắc lại như vậy và Chuyên không thấy nó ảnh hưởng gì. Vâng ạ, à, em cảm ơn chị Chuyên rất nhiều và em cũng cảm nhận giống vậy luôn. Em cảm nhận giống như chị vậy đó. Khi mình sử dụng rất là hiệu quả luôn. Và em nghĩ nếu như chị lo lắng, chị có thể sử dụng một sản phẩm nữa của nhà VDB Phú Thái rất là tuyệt vời, đó chính là Evosoft, đúng không ạ? Cho nên mình không phải lo vấn đề đó đâu ạ. Vâng ạ, à, không biết là nhà mình ơi, nhà mình còn câu hỏi nào nữa hay không ạ? À? Nếu như chúng ta còn câu hỏi nào thì chúng ta có thể là em thấy đại lý Thanh Ngân có giơ tay. Thì chị, đại lý Thanh Ngân có thể là gì ạ? Đại lý Thanh Ngân lúc nãy có hỏi câu hỏi trên. Đúng rồi ạ, cho em hỏi. Rồi chị mở mic đi chị. Cho em hỏi chị Chiêu một xíu. Cái camera em sao hôm nay mặc lên không được, nó bị hóng hay sao ạ? Em xin phép không mặc lên trời. Cho em hỏi xíu. Đấy là cái bạn của em nó bị nám rất là nhiều, nám hết cái mặt ạ. Nhưng mà em tư vấn là dùng cái chai xịt với cái muốn cái nội tiết tốt. Để bây giờ mình xong rồi mình dùng kem chống nắng rồi mình đã làm cái gì nữa để cho cải thiện nhanh không chị, tư vấn giùm em. Ok, chị nghĩ là gì, dùng chai xịt cộng với cả nội tiết tố là khá là ổn để cho các anh chị em chúng ta là cải thiện cái làn da. Và lúc nãy chị có nói là gì ạ? Để mà cải thiện nhanh thì chỉ có mỗi cái việc đơn giản đó là gì, chúng ta dùng đều, dùng đủ cộng với là chăm da hàng ngày thì chắc chắn là cái việc cải thiện đó rất là nhanh. Nhớ là gì ạ? Phải làm sạch da nha, bởi vì có rất là nhiều những anh chị em hiện tại là đang dùng cái phương pháp làm sạch nó không có đúng, bởi vì có nhiều người thì dùng những cái dòng sản phẩm với cái độ pH của nó không chuẩn á, thì khi mà rửa mặt thì nó sẽ làm khô da. Rửa mặt làm khô da mà chúng ta không cấp ẩm, không chống nắng thì chắc chắn một điều đó sẽ là gì ạ? Làn da của chúng ta nó sẽ là sạm nám, nó sẽ rất là lâu để cải thiện. Nên là cái việc chăm da cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Cho em hỏi cái lọ mà rửa mạch làm sạch đỡ tăng độ pH là chị Trương cho em xin cái tên được không? Khi mà chị dùng thì chị đang dùng của dòng bên Cell Function C. Em có thể tham khảo cái dòng ở bên đó, chị thấy nó là cái dòng sản phẩm nó hỗ trợ là tái tạo cái làn da cũng khá là nhanh. Đó, nên là gì, nó sẽ hỗ trợ là cân bằng lại cái làn da của mình. Khi mà cái làn da của mình có độ ẩm nó được cân bằng ấy thì nó sẽ được tái tạo lại. Còn nếu như mà mình dùng không đúng thì nó sẽ rất là lâu. Em đi sang đấy nó có một cái bộ sữa rửa mặt cộng với cả cấp ẩm, sau đó là kem chống nắng. Ba cái đó là ba cái quan trọng nhất để làm sao là gì có thể tái tạo lại. Trên kệ mình luôn hả chị Chiêu? Trên kệ mình có luôn của Cell Function C. Vâng ạ, chị có thể là mở app lên và mình đánh chữ Cell Function C thì mình sẽ tìm được sản phẩm chị nha. Và em chúc cho chị có một cái làn da trắng sáng sau khi nha. Vâng, rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị Ngân rất là nhiều. Và các anh chị ơi, em nghĩ là bây giờ thời gian cũng không còn sớm cho nên em xin phép là gì ạ? Một câu hỏi nữa thôi được không ạ? Chỉ một câu hỏi nữa thôi, không biết là có ai có thắc mắc gì muốn hỏi không ạ? Em thấy chị Đặng Liên có giơ tay, không biết là chị có tiện mở cam không ạ? Chị Liên ơi, không biết là chị có tiện mở cam không hay không ạ? Vâng, em nghĩ là chắc chị giơ tay nhầm thôi đúng không ạ? Nếu như cả nhà của mình, không biết là cả nhà của mình còn câu hỏi nào nữa không ạ? Vâng, em nghĩ là ngày hôm nay với phần chia sẻ của chị thực sự quá tuyệt vời đúng không các anh chị? Vâng, và em muốn là gì ạ? Nhờ tất cả các anh chị có trong phòng Zoom của mình gửi đến chị Chiên của chúng ta một lời cảm ơn bằng cách là gì ạ? Chúng ta hãy thả những tràng tim tràng hoa để cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ cũng như là sự hỗ trợ của chị Chiên trong quá trình là gì giúp cho chúng ta tìm kiếm lại một làn da trắng sáng cũng như là gì ạ? Tự tin trong mùa hè năng động này đúng không ạ? Cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều và cảm ơn chị Chiên ạ. Và cả nhà ơi, tối đêm nay á sẽ có một cái phần quà đặc biệt dành tặng cho tất cả các anh chị có trong phòng Zoom ngày hôm nay các anh chị. Và đó là gì ạ? Em Ngọc xin phép được chia sẻ màn hình được không ạ? Và tối đêm nay trong chương trình phòng Zoom này thì nhà BDB Phú Thái có gửi đến cho chúng ta một cái phần quà, đó là một cái chương trình Last Sale. Và chương trình này các anh chị được diễn ra từ 21 giờ tối đêm nay các anh chị.
Đó là sau khi chúng ta kết thúc phòng Zoom này đúng không ạ? Bắt đầu từ 21 giờ ngày 11 tháng 3 cho đến 21 giờ ngày 12 tháng 3, chỉ vỏn vẹn trong 24 tiếng đồng hồ thôi tất cả các anh chị. Và chương trình Let's Sell này sẽ bao gồm khi chúng ta mua một Release YC thì chúng ta sẽ được tặng ngay một sản phẩm về nội tiết tố nữ, đó chính là hoa anh thảo Aerosoft đúng không ạ? Và nếu như chúng ta mua 3 Release YC thì chúng ta sẽ được tặng ngay một Release YC các anh chị. Mua 3 và được 4 đúng không ạ? Một cái chương trình rất là tuyệt vời. Và không biết là tất cả các anh chị đã kịp chụp lại màn hình chương trình Let's Sell này chưa ạ? Vâng, và em Ngọc nghĩ là gì sau khi kết thúc của chương trình này, nếu như ai mà đang muốn là về có một cái làn da trắng sáng, giảm sạm nám thì hãy làm việc, hãy tận dụng ngay cái cơ hội Let's Sell này để chúng ta sở hữu những cái sản phẩm tuyệt vời mà còn được kèm quà tặng nữa, đúng không ạ? Vâng, và cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều. Và em Ngọc nghĩ là gì ạ? Chương trình tối đêm nay quá tuyệt vời đúng không các anh chị? Vâng. Và các anh chị ơi, không biết là các anh chị đã kịp chụp màn hình chưa ạ? Nếu như chưa thì chúng ta hãy join ngay vào những cái nhóm group. Ở đó sẽ có ban tổ chức hỗ trợ cho mình gửi những cái chương trình đó lên để chúng ta cập nhật cho bản thân mình và cho người đồng đội của mình được không ạ? Và chương trình tối đêm nay cũng đã kết thúc ở đây các anh chị. Và một lần nữa em xin cảm ơn mentor 1 sao Chi Nguyễn đã đồng hành và hỗ trợ cho tất cả các anh chị em đại lý của The Ruby chúng ta cùng với nhà DBDB Phú Thái có một cái chương trình rất là tuyệt vời trong tối hôm nay đúng không ạ? Và cảm ơn dược sĩ Ngọc Trâm đã hỗ trợ cũng như là chia sẻ cái cảm nhận của mình để cho tạo thêm niềm tin cho tất cả các chị em phụ nữ cũng như là những anh chị em đại lý đang muốn kinh doanh về lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe đúng không ạ? Và một lần nữa em Ngọc cũng gửi một lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em đại lý đã dành thời gian và tham dự chương trình tối đêm nay. Và chúc cho tất cả mọi người sau khi kết thúc chương trình chúng ta sẽ cùng nhau bùng nổ cùng với Let's Sell. Và ngày mai là gì ạ? Ngày mai chúng ta sẽ cùng mang sản phẩm tuyệt vời này đến cho khách hàng của mình. Và bản thân chúng ta cũng sẽ sở hữu được một cái bí kíp cho làn da trắng khỏe. Và chúng ta có một cái mùa hè tuyệt vời được không ạ? Cảm ơn cả nhà của mình rất nhiều ạ.